không phải kiến thức nào cũng khô khan và không phải nghiên cứu nào cũng nhàm chán. Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy rằng những sự thật, những tri thức cao siêu nhất của nền văn minh nhân loại có thể hài hước và ngớ ngẩn đến thế nào. Chào mừng các bạn đã đến với Bộ Não. Mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau về một tình yêu, như thế nào mới gọi là một bi kịch. Tuy nhiên tôi khá chắc là mọi người sẽ đồng tình với việc không gì đau khổ hơn tình yêu đơn phương, khi nó chỉ xuất phát từ một phía, không bao giờ được hồi đáp, và cuối cùng chỉ có bạn ở trong mối quan hệ đó, còn người kia khéo có khi chẳng biết là nó có tồn tại. Sự đau khổ sẽ nhân đôi khi đối phương còn chẳng phải là người, mà chỉ là một vật thể vô tri, được tạo ra bởi chính bàn tay của bạn. Euphonia là một cỗ máy có thể nói chuyện như con người, được tạo ra bởi nhà phát minh người Áo Joseph Faber. Nó được tạo ra từ nhiều phần khác nhau, một chiếc đàn piano, ống thổi, thanh quản nhân tạo giống con người, một gương mặt để nói chuyện và cả một bộ tóc giả xoăn, có thể xem là một trong những con robot nữ thô sơ đời đầu. Trong các bức tranh quảng cáo, Euphonia được vẽ với hình ảnh của một cô gái xinh đẹp. Tuy rất không chính xác với hình ảnh thực, nhưng nó phần nào cho thấy cỗ máy được khắc họa như một người phụ nữ hoàn chỉnh, điều mà sẽ khiến cái kết của nó trở nên cay đắng hơn bao giờ hết. Trước đó đã có nhiều cỗ máy tương tự được phát minh, điểm khác biệt là cỗ máy này tạo ra hexameter thay vì chỉ là âm thanh đơn thuần. Tôi cũng chả biết cái hexameter này là cái gì. Khi mà Google thì nó bảo đấy là thơ sáu dòng, tôi khá chắc là cái máy này không biết làm thơ lục bát, nên sẽ để ví dụ ở đây. Victoraget kurrunkaisi sin signes akiwis eru etillargo sagamemnonias. Tổng thời gian được Faber dành ra để nghiên cứu và chế tạo cỗ máy này là 25 năm, trong đó có 7 năm tiêu tốn chỉ để sửa cho nó phát âm đúng chữ E. Cấu tạo và chức năng hơi lằng nhằng, nên để giải thích ngắn gọn thì khi người điều khiển nhấn các phím đàn, âm thanh phát ra sẽ làm phồng ống thổi và khiến miệng của nó mở ra, lưỡi được nâng lên và hàm chuyển động, tạo ra các câu gần hoàn chỉnh giống như con người. Ví dụ cho cách nói chuyện của cỗ máy là câu mở đầu cho buổi biểu diễn ở triển lãm tại Egyptian Hall, London. Xin lỗi vì cách phát âm chậm chạp của tôi. Chào buổi sáng, các quý ông và quý bà. Hôm nay trời ấm áp, hôm nay trời mưa. Buongiorno, signori. Vì ống thổi của nó khá lớn nên khi Euphonia nói chuyện, khán giả ngồi bên dưới có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nó. Sau đó, khán giả được mời yêu cầu Euphonia nói bất kỳ từ nào mà họ muốn bằng bất kỳ ngôn ngữ châu Âu nào. Cuối cùng, Euphonia đã hát bài God Save the Queen bằng chất giọng khàn đục của mình để ăn mừng buổi trình diễn đầu tiên tại London. Người quản lý nhà hát John Hollingshed đã kể lại buổi trình diễn trong cuốn hồi ký My Lifetime 1895 của ông. Giáo sư châm không được sạch sẽ cho lắm. Tóc và râu của ông đang khao khát được cắt tỉa đi. Tôi không nghi ngờ gì rằng ông đã ngủ cùng phòng với phát minh của mình, con quái vật Frankenstein của ông, và tôi cảm thấy như cả hai đã ngầm được định sẵn sẽ sống chết cùng nhau. Một phím đàn được giáo sư chạm vào sẽ tạo ra những từ ngữ chậm rãi và khàn khàn, một cách cố ý phát ra từ miệng của nó, như thể từ sâu dưới nấm mồ. Dù nhận được một số đánh giá tích cực, nhưng nhìn chung buổi triển lãm của Faber ở London vẫn thất bại nặng nề. Vài người cảm thấy khá chán nản, dầu dĩ khi nhìn vào cỗ máy được quảng cáo là tương lai của loài người, và một số người thì bị sốc bởi vẻ ngoài của nó. Faber không nản lòng, tiếp tục đi lưu diễn khắp các tỉnh, nhưng càng về các vùng nông thôn thì ông lại càng không được đón nhận. Sau hơn một thập kỷ lang thang khắp nơi cùng với cỗ máy, Faber đã phá hủy Euphonia trước khi kết thúc cuộc đời của mình, đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của một tạo vật ám ảnh và một mối quan hệ có phần đau khổ quá mức của một nhà phát minh chót dành quá nhiều tình cảm cho đứa con của mình. Có thể nói, Euphonia là một phát minh đi trước thời đại, khi mà giờ, gần 200 năm sau, việc máy móc có thể nói chuyện với con người là điều quá bình thường, giờ chúng ta gọi là AI đấy. Thậm chí, nói chuyện chỉ là một tính năng rất nhỏ trong vô số những tiện ích mà trí tuệ nhân tạo mang lại. Bạn hoàn toàn có thể nâng cấp các kỹ năng của bản thân một cách nhanh chóng, điển hình như việc học tiếng Anh thông qua các ứng dụng sử dụng công nghệ AI như Elsa Speak. Sở hữu công nghệ Gen AI độc quyền thuộc top 5 thế giới với khả năng học sâu và nhận diện giọng nói chuẩn xác, Elsa Speak giúp người học luyện nói toàn diện, được AI lắng nghe và chấm chữa mọi lỗi sai chi tiết, giống như đang được học một kèm một cùng gia sư riêng vậy. Với những ai mới bắt đầu học, app sẽ thiết kế một lộ trình cá nhân hóa dựa trên bài test đầu vào. Bạn có thể học theo nội dung được đề xuất mỗi ngày hoặc theo các chủ đề mình yêu thích trên app, vừa bổ sung được nhiều từ vựng, mẫu câu mới, vừa luyện được cách đọc chuẩn. Học thì phải đi đôi với hành mới thành thạo được đúng không? Nếu bạn ngại sai hoặc không có người luyện tập cùng thì đừng lo, app còn có tính năng Elsa AI trò chuyện với bạn y như người thật. Theo đó, AI sẽ nhập vai đối thoại một một với bạn theo mọi tình huống bạn yêu cầu. Sau mỗi bài hội thoại, AI sẽ đưa ra những feedback chi tiết về từ vựng, ngữ pháp và phát âm để bạn cải thiện dần. Chưa hết, với những ai đang cần chuẩn bị cho những bài phỏng vấn, thuyết trình hay các kỳ thi chứng chỉ thì nên dùng ngay Elsa Speech Analyzer. Bạn sẽ được luyện các bài nói tự do thông qua ghi âm và nhận các đánh giá chi tiết theo 5 yếu tố: phát âm, ngữ điệu, lưu loát, từ vựng và ngữ pháp. Bên cạnh đó, bạn còn được dự đoán điểm thi speaking của các chứng chỉ phổ biến nhất hiện nay như IELTS, TOEFL và TOEIC, và còn nhiều tính năng khác mà mọi người có thể trải nghiệm khi sử dụng Elsa Speak. Tất cả những tính năng mà Bộ Não vừa đề cập đều nằm trong gói nâng cấp Elsa Premium. Còn với ai muốn học từ nền tảng trước thì có thể trải nghiệm gói Elsa Pro nhé.
chỉ trong tháng 11 này, nếu sử dụng mã ưu đãi bổ não tại đường link phía dưới phần mô tả, bạn sẽ nhận được ưu đãi lên đến tận 85% cho các gói học của Elsa, còn rẻ hơn cả 100 app ý. Tính ra chi phí chỉ bằng một ổ bánh mì không mỗi ngày mà thôi. Đừng trì hoãn nữa, hãy bắt đầu chinh phục tiếng Anh ngay và luôn thôi. Bạn có tin vào thế giới tâm linh và những câu chuyện về tiền kiếp không? Xuyên suốt lịch sử đã có rất nhiều người tự nhận được mình nhớ được kiếp trước của mình là ai và làm gì. Phần lớn thì không đáng tin cho lắm, nhưng mà một số trường hợp thì cực kỳ uy tín, thậm chí còn có những đóng góp to lớn cho nhân loại nhờ vào khả năng này. Câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói đến một trường hợp như vậy. Dorothy Louise Eddy là một nhà Ai Cập học nổi tiếng, sinh năm 1904, tự nhận kiếp trước của mình là tu sĩ thờ phụng thần Isis. Điểm khác biệt giữa bà và nhiều kẻ lừa đảo tâm linh ngoài kia là bà có kiến thức cực kỳ sâu sắc, thậm chí là biết được những điều chưa từng được công bố về Ai Cập cổ đại để chứng minh cho tuyên bố của mình. Khoảng thời gian đầu đời của Eddie trôi qua trong êm ả, chỉ đến khi lên 3 tuổi, bà mới gặp phải một tai nạn làm ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời của bà sau này. Một ngày nọ, Eddie bỗng trở chân ngã xuống cầu thang và bất tỉnh, có người cho rằng bà đã chết nhưng được hồi sinh trở lại. Người thì nói bà bị chấn thương não, dẫn đến một hội chứng hiếm gặp nào đó. Tuy nhiên, điều có thể thấy rõ ràng và chắc chắn sau lần suýt chết đó là cô bé Eddie đã thay đổi hoàn toàn, từ cách nói chuyện đến ký ức. Bà liên tục yêu cầu bố mẹ đưa mình về nhà, nhưng khi họ hỏi nhà mà Eddie nói đến là ở đâu thì bà không thể nói được. Mãi đến một năm sau, bố mẹ đưa bà đến một cuộc triển lãm Ai Cập tại Bảo tàng Anh. Trong lúc tham quan, Eddie bỗng chỉ tay vào tấm ảnh chụp ngôi đền của Pharaoh Seti đệ nhất và la lên, đó là nhà của tôi. Kiên quyết nói rằng chính bà đã từng sống ở đó, thậm chí còn nói, những cái cây ở đâu, những khu vườn ở đâu. Sau đó, Eddie chạy quanh các căn phòng trong bảo tàng, hôn chăn những bức tượng và nói rằng mình đang được ở giữa dân tộc của mình. Kết thúc chuyến tham quan hôm đó, bố mẹ bà không bao giờ nhắc đến những hành động kỳ quặc của con gái mình ở bảo tàng, xem như chưa có gì xảy ra. Còn bà thì luôn cảm thấy một ấn tượng và tình cảm sâu sắc dành cho Ai Cập cổ đại. Đến tuổi thiếu niên, Eddie bị đuổi khỏi trường Chúa Nhật vì bà thường so sánh Cơ Đốc giáo với tôn giáo Ai Cập cổ đại. Sau đó bà cũng bị đuổi khỏi trường nữ sinh vì từ chối hát một bài thánh ca có chi tiết cầu xin Chúa hãy nguyền rủa bọn Ai Cập ra đen. Nghe nói là bà còn ném cuốn thánh ca vào giáo viên trước khi đi ra khỏi lớp nữa. Giọt nước cuối cùng làm tràn ly, chứa đựng sự giận dữ của phía nhà thờ với Eddie là khi bà nói các nghi lễ công giáo nhắc bà nhớ đến tôn giáo cũ của các pharaoh, khiến cho vị linh mục cực kỳ tức giận và nói bà không còn được chào đón tại đây nữa. Điều mà bà có vẻ cũng chẳng buồn lắm, nếu không muốn nói là vui cực kỳ. Bên cạnh những câu chuyện nổi loạn thường thấy ở tuổi thiếu niên, thì Eddie cũng có những câu chuyện mang hơi hướng ám ảnh tình dục một chút, điều mà cũng bình thường không kém ở độ tuổi này. Bà tự nhận mình là người tình của pharaoh Seti đệ nhất ở kiếp trước, thường nằm mơ thấy xác ướp của ông đến bên cạnh giường của mình vào ban đêm và xé cả váy ngủ của bà. Bố mẹ bà sau một thời gian nhìn thấy con mình làm mấy chuyện kỳ lạ, đã phải đưa Eddie từ viện điều dưỡng này đến viện điều dưỡng khác. Nhưng sự ám ảnh của bà với những vị thần và vua Ai Cập cổ đại vẫn không chấm dứt. Cuối cùng là bà bỏ học hoàn toàn vào năm 16 tuổi. Cũng vào khoảng thời gian này, bà bắt đầu tìm hiểu chi tiết về cuộc sống trước đây của mình dưới sự hướng dẫn của một thực thể tên là Hora, thứ mà bà khẳng định chính là linh hồn của vị vua Seti đệ nhất, thường hiện đến vào ban đêm trong suốt một năm và kể lại những câu chuyện về cuộc đời trước đây của bà. Eddie sau đó đã viết lại câu chuyện dài khoảng 70 trang bằng chữ tượng hình viết tay, mô tả bà ở kiếp trước là một nữ tư tế của thần Isis có tên là Benjeshit. Một ngày nọ, Pharaoh Seti đệ nhất đã đến thăm và nói chuyện với Benjeshit. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên tại một khu vườn và bắt đầu nảy sinh tình cảm. Bà mang thai con của vị vua này, điều tối kỵ với một nữ tư tế và bị triệu tập đến tòa án để xét xử. Nhưng bà không đến mà thay vào đó chọn cách tự vẫn để bảo toàn danh dự cho vua Seti đệ nhất. Đến năm 27 tuổi, bà viết cho một tạp chí quan hệ công chúng Ai Cập ở London và gặp chồng mình là Imam Abdel Meguid, một sinh viên người Ai Cập. Cả hai kết hôn, Eddie chuyển đến sống tại Cairo, cả hai có một đứa con trai, được bà đặt tên là Seti, theo tên người tình kiếp trước. Đáng tiếc là cuộc hôn nhân của bà và Imam đã kết thúc không lâu sau đó. Khi Imam chuyển đến Iraq làm công việc giảng dạy, bà quyết định ở lại Cairo nuôi con. Hai năm sau thì chuyển đến Nazlat al-Saman gần kim tự tháp Giza, nơi bà có cơ hội được tiếp cận và giúp đỡ những học giả Ai Cập. Bà thường giúp họ sửa tiếng Anh và viết báo cáo tiếng Anh, nhanh chóng trở thành người vẽ bản thảo hàng đầu tại đây. Tuy không học cao, nhưng khả năng ngôn ngữ của bà là rất tốt. Bà đã viết nhiều báo cáo, tiểu luận, sách chuyên sâu và thu hút người đọc bằng giọng văn dí dỏm, sâu sắc. Cuộc sống hàng ngày của Eddie vẫn giữ nguyên sự khác thường như ngày bé và thường cầu nguyện với các vị thần Ai Cập cổ đại, dành cả đêm ở trong kim tự tháp Giza hoặc đặt lễ vật dâng thần Horus và ban đêm dưới chân tượng nhân sư. Nhìn thấy những hành động trên thì người dân địa phương có hai phản ứng đối với sự xuất hiện của một người kỳ lạ như Eddie. Một số thì sợ hãi và bàn tán về bà, một số thì ngưỡng mộ vì bà luôn cởi mở về đức tin vào các vị thần cổ đại. Không chỉ thực hiện các nghi lễ của tôn giáo Ai Cập cổ đại mà bà cũng ăn chay cùng những dân làng theo Islam giáo vào tháng Ramadan và cùng ăn mừng lễ Giáng sinh với những ai theo Cơ Đốc giáo. Nhờ mối quan hệ tốt với những người thuộc tầng lớp lao động tại đây mà bà đã có những trải nghiệm thực tế về cuộc sống đương đại của người Ai Cập chứ không bị bó hẹp ở Ai Cập trong quá khứ. Tại khoảng thời gian ở tại Ai Cập, bà đã bộc lộ nhiều khả năng đặc biệt, góp phần vào công cuộc nghiên cứu về Ai Cập cổ đại. Một trong số đó là sự hiểu biết siêu phàm về chữ tượng hình và di tích địa phương. Vào năm 1956, công việc gặp trục trặc khiến Eddie rơi vào tình trạng thất nghiệp. Bà đứng trước hai sự lựa chọn,
hoặc làm việc tại văn phòng lưu sử hồ sơ Cairo với mức lương cao, hoặc làm công việc vẽ bản đồ tại Abydos với mức lương thấp, bà đã chọn cái thứ hai. Sau này bà kể lại rằng quyết định của mình đã được vua Seti đệ nhất chấp thuận, và đây chính là cơ hội để bà chuộc lại lỗi lầm của Ben Tracic ngày trước. Ở tuổi 52, bà đã đến Arabet Abydos, nằm trong ngọn núi Pegasus, nơi được người Ai Cập cổ đại tin rằng chính là cánh cửa dẫn đến thế giới bên kia. Bà đã có đóng góp to lớn trong công việc tại đây khi có thể xác định chính xác vị trí của những tàn tích. Một trong số đó là tàn tích khu vườn bà kể rằng chính là nơi Ben Tracic gặp gỡ vua Seti lần đầu tiên. Bên cạnh đó, Eddie có sự gắn bó mật thiết với đền Seti đệ nhất tại khu vực, nói rằng mình được các vị thần dõi theo, cảm thấy bình yên và an toàn tại đây. Bà luôn đến đền thờ đọc kinh vào buổi sáng và buổi tối. Vào ngày sinh nhật của Osiris và Isis, bà sẽ tuân thủ các nghi lễ kiêng ăn và mang lễ vật để dâng, đồng thời dùng một căn phòng của ngôi đền làm văn phòng cá nhân để làm việc và nuôi một con rắn hổ mang ở đó. Cảm thấy nghi ngờ về năng lực của Eddie, thanh tra trưởng của cục cổ vật Ai Cập đã đưa bà đến đền thờ Seti để bà đứng trong bóng tối và yêu cầu bà hãy nhận diện những bức tranh trên tường dựa vào kiến thức làm nữ tư tế từ kiếp trước của mình. Kết quả là Eddie đã miêu tả hoàn toàn chính xác, không sai một lần nào. Eddie bị buộc phải nghỉ hưu vào năm 1964 khi bước sang tuổi 60. Cục cổ vật yêu cầu bà hãy đến Cairo để làm việc bán thời gian, nhưng bà chỉ đến đó một ngày rồi lại quay về Abydos. Cảm thấy không thể cắt đứt mối liên hệ giữa bà và vùng đất này, cục đã đưa ra một ngoại lệ, cho phép bà làm việc tại Abydos thêm 5 năm nữa. Sau khi chính thức về hưu, Eddie làm công việc hướng dẫn viên bán thời gian ở đền Seti đệ nhất. Eddie qua đời vào ngày 21 tháng 4 năm 1981 ở tuổi 77 trong một ngôi mộ không có bia ở sa mạc bên ngoài một nghĩa trang Coptic địa phương, sau khi dành trọn đời của mình cống hiến cho khảo cổ học và các vị thần Ai Cập như kiếp trước bà đã từng. Ma cà rồng là một loài sinh vật kỳ bí nhưng lại cực kỳ nổi tiếng, xuất hiện trong nhiều câu chuyện truyền miệng quanh thế giới, trong một cái khách sạn to oạch, trong một bộ phim tuổi teen có filter màu xanh tái cả da, hay là trong danh sách những âm mưu của CIA hậu chiến tranh thế giới thứ hai nữa. Sau Thế chiến thứ hai, Philippines giành độc lập chưa bao lâu thì trong nước đã xảy ra nhiều cuộc nổi loạn, cầm đầu bởi nhóm Hux Balahab, hay còn được gọi tắt là Hux, thuộc phe Cộng sản, anh bạn thân Hoa Kỳ, người đã từng ở cùng một phe với Philippines trong Thế chiến thứ hai. Tuy bên ngoài lạnh lùng không đếm xỉa tới, nhưng bên trong lại gấp rút yêu cầu cơ quan tình báo trung ương vào cuộc. Edward G. Lansdale, một sĩ quan không quân được CIA gọi sang để phát triển một kế hoạch không chỉ để chống lại đám người Hux mà còn thuyết phục người Philippines tham gia cùng họ. Giải pháp Lansdale nghĩ ra là ma cà rồng, hay theo như phong tục tại Philippines là Aswang. Một đội chiến tranh tâm lý đã được thành lập, đội này sẽ đi vòng quanh các ngôi làng, lan truyền tin đồn rằng có một con Aswang đang lang thang khắp các vùng nông thôn nơi người Hux đóng quân. Sau đó đội bắt đầu săn lùng người Hux, bắt cóc người cuối cùng của đội tuần tra Hux rồi giết họ bằng cách đâm thủng cổ, treo ngược xác chết cho máu chảy ra. Đám người Hux quay lại sẽ nghĩ rằng Aswang đã tóm được đồng đội của mình rồi, và dân làng cũng sẽ nghĩ như vậy. Bằng cách nào đó, bất chấp mọi khó khăn, kế hoạch giả mạo một cuộc tấn công của ma cà rồng bằng cách sử dụng xác của phiến quân Philippines bị bắt cóc đã thành công rực rỡ. Trong nhiều tháng từ năm 1952 đến 1954, người Hux dần mất đất và cuộc nổi dậy của họ nhanh chóng bị dập tắt. Trong khi đó, Lansdale tiếp tục công việc của mình ở đó trước khi được gửi đến Việt Nam vào năm 1954 để làm việc tương tự. Chắc là ông cũng không gặp quá nhiều khó khăn ở Việt Nam đâu nhờ, kinh nghiệm đầy mình luôn cơ mà. À mà tôi quên mất, chúng ta vừa kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước mà nhờ. Còn bây giờ là thời lượng của một số sự thật nho nhỏ cho các bạn tráng miệng ở cuối video nhé. Vào năm 2012, một vị linh mục cao cấp trong nhà thờ công giáo tại Philippines đã bị điều tra vì ông bị tình nghi có liên quan đến việc buôn lậu ngà voi để duy trì niềm đam mê với biểu tượng tôn giáo của dân nước này. Nghe cũng hơi nhức đầu nhưng mà câu chuyện này cũng đơn giản thôi. Người công giáo ở Philippines rất chuộng các biểu tượng tôn giáo làm bằng ngà voi nguyên chất, bất chấp việc Philippines đã cấm tiệt buôn bán ngà voi từ những năm 1990, nhưng mà luật đặt ra để mà vi phạm, thị trường ngà voi ở đây vẫn rất nhộn nhịp vì nó còn lớn đến mức trở thành nhà cung cấp hàng đầu cho Hoa Kỳ. Đối tượng tình nghi là đức cha Cristobal Garcia, một nhà lãnh đạo tôn giáo nổi bật và được kính trọng của giáo hội công giáo ở miền trung Philippines. Nghề tay phải là giảng đạo cho giáo dân, nghề tay trái là buôn tượng ngà voi giúp giáo dân giữ lòng mộ đạo, tất nhiên là vẫn tính tiền chứ không phải là miễn phí. Việc bị phanh phui trước truyền thông đã gây tổn hại rất nhiều đến danh tiếng của ông. Tất cả những ồn ào này khép lại vào năm 2021 khi ông qua đời ở tuổi 69 vì viêm phổi, suy tim và suy thận cấp tính. Albert Steven là một thợ sơn nhà đến từ Ohio, ông còn được gọi là bệnh nhân K1 và là người nhiễm phóng xạ nhiều nhất từ trước đến nay, với tổng số lượng là 131 kilobecquerel, 3,55 microcurie plutonium được đưa vào cơ thể dù ông không hề hay biết. Ông bị chẩn đoán nhầm là mắc bệnh ung thư. Cùng lúc đó, dự án Manhattan đang đi đến giai đoạn thử nghiệm plutonium và cần vật thí nghiệm. Steven cùng 18 người khác đã được chọn để tiêm plutonium vào người mà không có sự đồng ý của họ hay là gia đình. Steven sống với chỗ plutonium này trong suốt quãng đời còn lại của mình. Lượng plutonium không giữ nguyên như ban đầu mà giảm dần thông qua quá trình phân rã phóng xạ và đào thải sinh học. Steven chết vì bệnh tim khoảng 20 năm sau đó,
tích lũy liều phóng xạ 64 sievert, 6.400 rem trong suốt cuộc đời mình, với trung bình 3 sievert mỗi ngày hay là 350 microsievert trên giờ. Để so sánh thì liều lượng cho phép hàng năm hiện nay đối với một nhân viên bức xạ ở Hoa Kỳ là 0.05 sievert, tức là trung bình 5.7 microsievert mỗi giờ. Sau khi William Harvey phát hiện ra mạch máu vào năm 1616, người ta đã cố gắng sử dụng những chất lỏng như bia, nước tiểu, sữa và máu động vật chứ không phải là của con người để thay thế máu. Kiến trúc sư Christopher Wren đã từng đề xuất dùng rượu vang và thuốc phiện để thay máu, điều mà khá nhiều dân chơi hiện nay đang làm. Và đó là kết thúc của số bộ não ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy thích nội dung của chúng mình thì hãy like video và subscribe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.